là nước mía thường. Ngọt vừa vừa chứ không ngọt đậm như là mình nghĩ. Bé đi mua một cái ly nước mía của nhãn hiệu trà sữa là Yifan. Thì cái nhãn hiệu này là cũng thuộc gia đình của nhà họ Trần. Thử coi là ở Việt Nam mình một ly nước mía đá là bao nhiêu. Và mình sẽ so sánh. Mình nghe sau nữa mình uống coi là chút nước mưa xong. Mình đã mua về, hàng đã về. Đây nước mía nè. 68 tệ. Tỷ giá bây giờ là 750, gần 750 không? 4 mấy, 50 gì đó. Mình tính trung bình đi. Gần là khoảng 50 ngàn là ly bự. Vì tặng ly này là đi trà. Tôi nghĩ thôi, ở Việt Nam ly nước mía có 10 ngàn là cùng. Và bên đây mình mua ly nước mía nó mắc gấp 5 lần. Dễ sợ thiệt. Mình uống thử coi nó có gì khác thường không? Hay là nước mía Đài Loan nó ngọt hơn? Không ngọt đậm như là mình nghĩ, nhưng mà nó lại qua trà mới đâu chứ.